Tiếp tục cây sâm hương đổ chèo. Đây. Hiện tại đây, tỷ lệ đây. Siêu mini nha các bạn. Đó. Rồi. $120k nha các bạn. Không phí vận chuyển nha. Đó. Cảnh này. Chậu trung nhật nha. Đây tỷ lệ đây, bằng tay đây tỷ lệ. Đó. Cây nuôi một năm mấy ở trong chậu rồi nha. Rồi cận cảnh luôn à. À. Rồi 120k không phí vận chuyển. Rồi cảm ơn các bạn.